lì xì, lì xì đã quá vậy ta. Cảm ơn bác Quyên. Đưa chị hai đi, mẹ giữ. Cho lì xì quay phim cho cái không lì xì giờ rồi. Cảm ơn chị lấy lòng chị Hiền hả? Dạ Phúc ơi, cho bác đi chào. Dạ Phúc đâu rồi? Dạ Phúc đâu rồi? Dạ Phúc ngoài lớn rồi ha. Dạ Phúc rồi, Phúc chào rồi. Chào chị áo đỏ. Rồi, cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn chị. Rồi, em là cái tật hay quên lắm, em phải ghi cái gì đó. Nhiều việc. Công việc nó đã. Đó, con vợ nó mới vừa năn nỉ xong. Con vợ nó mới vừa năn nỉ. Em phải năn nỉ, em nói cả năm rồi em không có được cái bông bao lì xì nào hết. Đây, ngon quá. Đây. Cái mai nhà mình đây. Năm rồi chú không lên nhà con. Năm nay chú đi với ai? À, tao vẫn phải đoàn đi hả? Năm rồi chú không có lên. Xí xí gì? Nay mấy đứa này nó lớn rồi, nó tự phục vụ được rồi. Đây người đẹp đứng giữa cây mai đây, đứng chụp hình cây mai đây. Cô nháy là người này. Đâu có thấy chữ chân đâu mà mang giày. Rồi từng nữa đi. Chụp tấm hình coi. Đây. Ông này làm phó nháy. Trời ơi. Lơ rồi hả? Đói bụng rồi, ăn thôi.
Ngoài uống bia được luôn đúng không? Ê, từ từ để tao quay phim đã xong rồi ngồi. Ngồi sao ngồi sao? Yeah.